Em xin chào cả nhà nha. Rồi, em lên cả nhà một con đồng hồ Citizen Reruno pin năng lượng nha cả nhà, size 38. Đó, dây nè, bao dài luôn. Đó, size 38 là chưa nấm nha cả nhà. Đó, mặt hai lồng nè, độc lạ luôn. Đó, rất đẹp, viền mỏng nha cả nhà. Đó, pin năng lượng chống nước 100 m luôn. Đó, pin năng lượng nha. Đó, kiểu dáng lên tay nè rất là sang, lịch lãm nha cả nhà. Phơm cũng mỏng nữa nè. Dành cho anh em nào tay vừa và nhỏ nha. Pin năng lượng mình không cần thay pin nữa nha. Đó, mặt sáng rất là đẹp luôn. Kính đẹp nha. Nấm rin, khóa rin. Đáy xoáy luôn. Dây dài luôn nha cả nhà. Rồi, em mời cả nhà nha.